Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Thanh Trúc và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023. Và bây giờ kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi những bản tin chi tiết. Bắt đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ châu Âu. Chính phủ Đức mua 49 chiếc xe tăng Leopard cũ để cho Ukraine. Freddy Verlus là giám đốc điều hành của công ty quốc phòng tư nhân OIP Land System xác nhận rằng họ đã bán 49 chiếc xe tăng Leopard cũ cho một chính phủ của châu Âu, tuy nhiên không tiết lộ là quốc gia nào và giá cả ra sao. Trước đó, nhà buôn vũ khí này đã mua khoảng 50 chiếc xe tăng Leopard cũ mà quân đội Bỉ đã ngừng sử dụng với giá vào khoảng 40.000 Mỹ Kim cho một chiếc hồi năm 2014, trong lúc các quốc gia phương Tây cắt giảm chi tiêu lĩnh vực quốc phòng. Nhật báo The Guardian trích dẫn nguồn tin trực tiếp về thỏa thuận này nói rằng một nhân vật quốc phòng lớn của nước Đức đã mua số xe tăng nói trên. Trong khi đó, nhật báo Handelsblatt của nước Đức đưa tin bên mua là nhà sản xuất vũ khí có tên là Rheinmetall và công ty này đã lên kế hoạch xuất cảng phần lớn số vũ khí nói trên sang Ukraine. Công ty Rheinmetall và Bộ Quốc phòng Đức chưa đưa ra lời bình luận. Hồi đầu năm nay, quân đội Bỉ và công ty của ông Verlus đã tranh cãi gay gắt khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Bỉ là Ludwig Lohnender đề nghị mua lại số xe tăng nói trên, nhưng chỉ trích công ty này đã tăng giá quá cao mức lời để kiếm lời. Ông Verlus từng có 9 năm làm việc cho quân đội Bỉ cho biết rằng những chiếc xe tăng nói trên hiện đang được chuyển đến một nhà máy để được tân trang. Khoảng hơn 10 chiếc xe tăng chỉ còn lấy được phụ tùng, trong khi số còn lại sẽ được sửa chữa. Trước đó ông cho hay có thể mất tới vài tháng và chi phí sửa chữa hơn 1 triệu Mỹ Kim cho mỗi chiếc xe tăng này để đưa sử dụng ở Ukraine. Các mẫu xe tăng Leopard do Verlus bán được nâng cấp lần cuối vào những năm 1990. Thưa quý vị, châu Á có 4 đại diện trong top 5 lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới. Theo bảng xếp hạng mới nhất của tổ chức danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại, Mỹ là nước có lực lượng hải quân mạnh nhất, theo sau lần lượt là Trung Quốc và Nga. Với việc hải quân Nam Hàn và Indonesia xếp thứ 4 và thứ 5, châu Á có 4 đại diện trong top 5 quốc gia có hải quân hùng hậu nhất trên thế giới. Tổ chức danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại xếp hạng sau khi xem xét tổng thể nhiều yếu tố như số lượng tàu chiến, tàu ngầm, độ tuổi hạm đội, hỗ trợ hậu cần, năng lực tấn công và phòng ngự, cân bằng lực lượng, vân vân, đồng thời chấm điểm xếp hạng giá trị thật. Trong bảng xếp hạng điểm giá trị thật của Mỹ đứng đầu với gần 324 điểm. Nước Mỹ có tổng cộng 234 tàu trong đang sử dụng, bao gồm 11 hàng không mẫu hạm, tuổi tàu trung bình là 23 năm và có 67 tàu đang được đặt hàng thêm. Xếp thứ hai sau Mỹ là Hải quân Trung Quốc với 425 tàu tính cho tới tháng 8, bao gồm 3 hàng không mẫu hạm. Trung Quốc có tổng cộng số tàu cao nhất, nhưng điểm xếp hạng giá trị thật lại thấp hơn Mỹ. Tuổi tàu trung bình của Trung Quốc là gần 14 năm, trẻ hơn Mỹ, nhưng số tàu mà Bắc Kinh đang đặt hàng ít hơn đáng kể với 14 tàu. Hải quân của Nga xếp thứ 3 với 265 tàu đang sử dụng và duy nhất một hàng không mẫu hạm. Tuổi tàu trung bình hải quân của Nga là 30 năm. Số lượng tàu mới của Nga đang đặt đóng là 82 tàu. Tiếp theo sau là Indonesia hạng 4 là và Nam Hàn hạng 5. Các đại diện châu Á khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng là Nhật Bản hạng 6, Ấn Độ hạng 7, Đài Loan đứng thứ 12, Bắc Hàn 14, Bangladesh 16, Thái Lan 21 và hạng 24 là Singapore. Thưa quý vị, Hải quân Ai Cập là lực lượng hải quân lớn nhất tại Phi Châu hoặc Trung Đông. Nước này còn có hai tàu sân bay trực thăng, khiến cho nó trở thành nước châu Phi Trung Đông duy nhất có hàng không mẫu hạm. Khối Liên hiệp châu Âu cho biết rằng họ không thể bảo đảm vấn đề an ninh cho Ukraine và Ukraine sắp có viện trợ quân sự mới. Phát ngôn viên về các vấn đề đối ngoại của Khối Liên hiệp châu Âu là ông Peter Steno cho hay, khối này không thể cung cấp sự bảo đảm an ninh cho Ukraine vì vấn đề này không thuộc thẩm quyền của Khối Liên hiệp châu Âu.
Ông cho biết như sau, chúng tôi không phải là một tổ chức an ninh. Vì thế, các cuộc thảo luận về việc bảo đảm an toàn an ninh là một cuộc thảo luận do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cùng với từng quốc gia, chứ không phải là do khối châu Âu với tư cách là một tổ chức thực hiện. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky trước đó cũng nhắc tới khoản bảo đảm an ninh cho giai đoạn trước khi Ukraine gia nhập vào khối NATO. Theo ông Zelensky, trong thời gian sắp tới, Ukraine có kế hoạch ký kết một số hiệp định song phương với Hoa Kỳ cùng với 12 quốc gia châu Âu khác bao gồm Đan Mạch, Bỉ, Ái Nhĩ Lan, Tây Ban Nha, Na Uy, Iceland, Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Phần Lan, Cộng hòa Czech và Thụy Điển. Trong một diễn biến khác liên quan tới Ukraine, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Matthew Mueller cho hay, chính phủ Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine với khoản viện trợ quân sự mới sẽ được công bố trong tuần này. Ông từ chối nêu lên chi tiết về nội dung của khoản viện trợ mới này, cũng như các hệ thống hỏa tiễn đang được Hoa Kỳ và Ukraine thảo luận với nhau. Sáng qua, nước Pháp tìm thấy 9 thi thể trong vụ hỏa hoạn tại nhà nghỉ dưỡng. Đám cháy bùng phát sáng sớm ngày 9 tháng 8 giờ địa phương tại một ngôi nhà nghỉ dưỡng dành cho những người khuyết tật ở thị trấn Windsheim ở miền đông của nước Pháp. Hiện tại đám cháy đã được khống chế, lực lượng chức trách đã tiến hành di tản 17 người và trong số 11 người mất tích hiện đã tìm thấy 9 thi thể. Hai người còn lại cũng được cho là đã thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ của Pháp là Gérald Darmanin cho biết, khi sự việc xảy ra, ngôi nhà nghỉ dưỡng đang tiếp đón khách là những người khuyết tật. Ông cho biết vụ hỏa hoạn có thể gây thương vong lớn do đám cháy đã thiêu rụi phần lớn ngôi nhà có diện tích 500m². Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đây là một thảm kịch, trong khi Thủ tướng Elizabeth Bon cho biết bà đang đến hiện trường của vụ hỏa hoạn. Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Hoa Kỳ đóng cửa tòa đại sứ ở Haiti do bạo lực bùng phát. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti vừa đưa ra thông báo trên website như sau. Tòa đại sứ Hoa Kỳ hôm nay đóng cửa. Mọi nhân sự không ra ngoài cho tới khi có thông báo mới do có xảy ra các vụ nổ súng ở khu vực lân cận. Một số tuyến đường tới tòa đại sứ Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng vì những tiếng súng liên tiếp. Hiện nay chưa rõ bên nào đã nổ súng gần tòa đại sứ Hoa Kỳ. Thông cáo nói trên cũng cảnh báo các công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Port-au-Prince không được tới gần những khu vực xung quanh các khu nhà ngoại giao và tránh tới những nơi tụ tập đông người và nên tìm nơi an toàn để trú ẩn. Quyết định đóng cửa tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Haiti được đưa ra chỉ một ngày sau khi hàng ngàn người dân tuần hành ở thủ đô Port-au-Prince để yêu cầu chính quyền Haiti bảo vệ cho họ khỏi các băng đảng tội phạm. Trong những tháng gần đây, Haiti liên tiếp trải qua các cuộc biểu tình bạo lực và đụng độ băng đảng, khiến cho tòa đại sứ Hoa Kỳ vào tháng trước khuyến khích các nhân viên không quan trọng hãy trở về nước. Cơ quan này cũng viện dẫn mối lo ngại từ những kẻ bắt cóc. Vào hồi tuần trước, một y tá là công dân của Hoa Kỳ cùng với con gái của người này đã bị bắt cóc tại Haiti và vẫn chưa rõ tung tích ra sao. Cũng vào tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc về việc thành lập một lực lượng cảnh sát quốc tế do Kenya đứng đầu và phần lớn hoạt động ở Port-au-Prince để triệt phá băng đảng Haiti, đồng thời khôi phục nền an ninh cho quốc gia này. Thưa quý vị, EU giành được hợp đồng 11 tỷ Mỹ Kim với công ty chip hàng đầu của thế giới. Nỗ lực của EU nhằm xây dựng chuỗi cung ứng chip tiên tiến đã có kết quả khi công ty sản xuất bán chất bán dẫn Đài Loan TSMC, công ty chip hàng đầu thế giới, đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá 11 tỷ Mỹ Kim ở Đức. Nhà máy được xây dựng ở Dresden, phía đông của nước Đức, sẽ bắt đầu sản xuất chip cho lĩnh vực ô tô vào cuối năm 2027. Dự án đánh dấu bước đột phá đầu tiên vào sân chơi châu Âu của TSMC, nhà sản xuất chip tiên tiến hàng đầu thế giới. Công ty sẽ hợp tác với các công ty của nước Đức, cũng như NSB Semiconductors của Hà Lan. Đối với Đức, thỏa thuận với TSMC mang lại một cú hích cho động lực công nghiệp đang bị đình trệ, nhưng cái giá phải trả cũng khá mắc. Theo truyền thông, chính phủ Đức sẽ cung cấp 5 tỷ euro trợ cấp cho nhà máy này. Thưa quý vị, thỏa thuận với TSMC
cũng sẽ nâng cao nỗ lực của EU trong việc xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn của bản địa, khi mà Liên minh châu Âu hy vọng sẽ tránh được cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung, đồng thời củng cố nguồn cung chip của chính mình. EU vừa thông qua đạo luật chip nhằm mục đích tăng gấp đôi thị phần toàn cầu của EU về chất bán dẫn, từ 10% hiện nay lên ít nhất là 20% vào năm 2030. Trước đó, Intel công bố kế hoạch xây một nhà máy sản xuất chip trị giá 30 tỷ euro ở Magdeburg, một thành phố khác ở phía đông của nước Đức, với 1/3 chi phí dự kiến sẽ được chi trả bởi các khoản trợ cấp của chính phủ. Tòa án tại Hoa Kỳ kết án 45 năm tù giam đối với một tay trùm ma túy người Colombia. Tòa án tại Brooklyn của Hoa Kỳ vừa tuyên phạt 45 năm tù đối với Daryl Antonio Ursuga, là tay trùm cầm đầu một nhóm tội phạm khét tiếng tại Colombia với tội danh buôn lậu ma túy. Mức án 45 năm tù do văn phòng công tố tại Brooklyn đề nghị. Thẩm phán Dora Izari của tòa án Brooklyn đã phán quyết mức án này, nhấn mạnh rằng tay trùm Ursuga và nhóm tội phạm của ông ta cầm đầu đã đưa vào nước Mỹ gần 100 tấn cocaine. Tay trùm này năm nay 51 tuổi, nổi tiếng với biệt danh là Otoniel, cầm đầu một tổ chức buôn lậu ma túy lớn nhất của Colombia, được biết đến với danh gọi là Gulf Clan, tức là gia tộc vùng vịnh. Người này bị truy nã gắt gao nhất ở Colombia. Nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đã treo giải thưởng tới 5 triệu Mỹ Kim để bắt giữ tên này. Ursuga bị bắt giữ tại Colombia vào tháng 10 năm 2021 trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn của quân đội Colombia. Ngoài tay trùm ma túy nói trên thì 90 tên khác bị nghi là thành viên của nhóm Gulf Clan cũng đã bị bắt giữ. Hồi tháng 5 năm ngoái, tay trùm ma túy Ursuga này bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để được xét xử về tội buôn lậu ma túy trong lãnh thổ của nước Mỹ, và người này đã nhận tội trong phiên xét xử hồi tháng Giêng năm nay. Tổng thống Colombia là ông Ivan Duque nêu rõ, Ursuga là một kẻ sát nhân và lạm dụng trẻ em. Ông nói, sau khi thụ án tù tại Hoa Kỳ, thì tay trùm này phải trở về Colombia để phải trả giá cho những tội ác mà người này đã gây ra tại quốc gia nói trên. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.